Em xin kính chào chủ tọa đoàn, kính chào toàn thể hội nghị. Tôi tên là Xuyến, hộ sinh đang công tác tại Khoa Xanh. Thì đến với hội nghị hôm nay, tôi rất vui được chia sẻ đề tài nghiên cứu của nhóm chúng tôi về tỷ lệ trẻ được tiếp tục nuôi bằng sữa mẹ hoàn toàn đến 6 tháng đầu sau sinh và những yếu tố liên quan trên sản phụ sinh con tại Bệnh viện Nhân dân Gia định năm 2022. Thì phần trình bày của tôi có 5 nội dung. Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng hoàn hảo, dễ tiêu hóa, dễ hấp thu đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Trong 6 tháng đầu, sữa mẹ đáp ứng 100% nhu cầu dinh dưỡng của trẻ. Việc nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu hoàn toàn phù hợp và có lợi hơn so với việc cho trẻ ăn bổ sung trước cái thời điểm khi trẻ tròn 6 tháng tuổi. Tổ chức Y tế Thế giới WHO khuyến cáo là nên nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu sau sanh, cho trẻ bú mẹ sớm 1 giờ đầu sau sanh, cho ăn bổ sung khi trẻ tròn 6 tháng tuổi và tiếp tục cho trẻ bú mẹ đến 24 tháng tuổi hoặc là lâu hơn. Nuôi con bằng sữa mẹ rất quan trọng, không những đối với trẻ mà còn đối với bà mẹ. Về phía trẻ, giúp trẻ phát triển hài hòa, phòng chống suy dinh dưỡng, giúp trẻ chống lại các bệnh nhiễm khuẩn, giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính. Về lâu dài đó là như là tim mạch, tiểu đường, cao huyết áp và béo phì sau này. Về phía mẹ thì giúp tử cung co hồi tốt, đề phòng băng huyết sau sanh, giúp giảm lượng máu mất và giảm thiếu máu thiếu sắt, giúp mẹ chậm có thai lại do ức chế quá trình rụng trứng. Và người ta đã chứng minh rằng những bà mẹ mà nuôi bằng sữa mẹ sẽ giảm nguy cơ ung thư vú và ung thư buồng trứng hơn những bà mẹ mà không nuôi con bằng sữa mẹ. Bên cạnh đó, nuôi con bằng sữa mẹ còn giúp gắn bó tình cảm giữa mẹ và con với nhau. Để các bà mẹ thuận lợi nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu, chính phủ Việt Nam đã thay đổi luật lao động, tăng cái chế độ nghỉ thai sản từ 4 tháng lên 6 tháng. Về phía Bộ Y tế đã đưa cái đánh giá nuôi con bằng sữa mẹ vào cái chương trình đánh giá chất lượng của bệnh viện, cụ thể là tiêu chí E1.3. Và về phía Bệnh viện Nhân dân Gia định thì được sự quan tâm của ban giám đốc đã thành lập ban điều hành nuôi con bằng sữa mẹ tại bệnh viện. Tại khối sản thì thành lập nhóm hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ. Và công tác truyền thông tư vấn thì đẩy mạnh từ lúc khám thai, lúc sanh và sau sanh. Từ những nỗ lực chung của toàn bệnh viện thì tỷ lệ trẻ được nuôi hoàn toàn trong thời gian nằm viện tại Bệnh viện Nhân dân Gia định năm 2021 theo báo cáo của Phòng Kế hoạch Tổng hợp là trên 95%. Một con số khá là cao. Tuy nhiên, đây chỉ là con số trong cái thời gian mà sản phụ còn tại bệnh viện, được sự giám sát của nhân viên y tế và sự hỗ trợ liên tục. Thì theo WHO là cần phải nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ đến 6 tháng đầu, thì bệnh viện đã cố gắng và đã tư vấn truyền thông rất nhiều. Nhưng cái con số này thực tế đến 6 tháng trẻ được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ là bao nhiêu? Đây là câu hỏi chúng tôi đi tìm. Nãy giờ mình nói nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ rất là nhiều. Chắc là hội trường chúng ta cũng đang thắc mắc nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ là như thế nào. Dạ, theo WHO, nuôi con bằng hoàn toàn bằng sữa mẹ là chỉ cho trẻ bú mẹ, không cho ăn thêm bất kỳ thức ăn nước uống nào khác, kể cả nước lọc, trừ vaccine, vitamin và thuốc theo y lệnh của bác sĩ. Và để trả lời được câu hỏi nghiên cứu, thì nhóm chúng tôi sử dụng các thiết kế là đòn hệ tuyến cứu và tiến hành là thu thập mẫu ở hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là khi sản phụ còn ở bệnh viện chuẩn bị xuất viện. Và giai đoạn thứ hai là sau khi thu nhận mẫu ở lần đầu thì chúng tôi sẽ theo dõi cái trường hợp này cho đến khi mà trẻ tròn 6 tháng tuổi và đến lúc đó chúng tôi sẽ gọi điện phỏng vấn lại lần hai xem thực hành trong 6 tháng đầu của bà mẹ này là như thế nào. Thì để mà tiến hành nghiên cứu này thì tiêu chuẩn đầu vào của chúng tôi đó là những bà mẹ mà nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trong thời gian nằm viện và những bà mẹ này phải tự nguyện tham gia nghiên cứu của chúng tôi. Cỡ mẫu tối thiểu trong nghiên cứu của chúng tôi là 303. Để kiểm soát sai lệch thông tin thì ở cái giai đoạn đầu tiên khi mà thu thập mẫu thì nghiên cứu viên của chúng tôi sẽ tiếp xúc trực tiếp với bà mẹ này khi mà có chỉ định xuất viện. Thì hai bên nghiên cứu viên sẽ tìm hiểu lại là trong thời gian nằm viện bà mẹ có thực hành đúng nuôi con bằng sữa mẹ hay không và sau đó mời bà mẹ này tham gia vào cái nghiên cứu của chúng tôi. Nếu mà bà mẹ này đồng ý thì là chúng tôi sẽ mời bà mẹ vào trong một cái phòng tư vấn của khoa và hai bên trao đổi trực tiếp bằng bộ cái câu hỏi soạn sẵn.
Sau khi phỏng vấn một câu hỏi, thì nghiên cứu viên và bà mẹ sẽ trao đổi số điện thoại của nhau, khuyến khích kết bạn Zalo và thông báo cho bà mẹ biết là ở thời điểm 6 tháng, chính nghiên cứu viên sẽ là người gọi điện cho bà mẹ theo cái số điện thoại đã trao đổi ngày hôm nay. Và trao đổi luôn với bà mẹ là ở thời điểm 6 tháng thì nghiên cứu viên có thể gọi điện cho bà mẹ vào cái khoảng thời gian nào là phù hợp với bà mẹ. Và ở giai đoạn lần thứ hai thì là nghiên cứu viên gọi điện tới và đầu tiên là sẽ hỏi à hiện tại chị có rảnh để trao đổi với chúng tôi trong vòng khoảng 3 đến 5 phút. Nếu mà bà mẹ rảnh và đồng ý tiếp tục tham gia nghiên cứu thì chúng tôi bắt đầu tiến hành phỏng vấn, tập trung 4 câu hỏi liên quan đến cái thực hành nuôi con bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu. Chúng tôi thu thập được ở giai đoạn 1 là 380 mẫu và theo dõi đến 6 tháng chúng tôi gọi điện và thu thập lại đúng 380 mẫu, không có hiện tượng mất mẫu. Và chúng tôi đã sử dụng phần mềm SPSS 20.0 và kết hợp với Excel phân tích ra được kết quả như sau. Về độ tuổi thì trong nghiên cứu của chúng tôi, độ tuổi trung bình là 30.3 tuổi và nhỏ nhất là 18, lớn nhất là 46. Và nếu mà phân theo nhóm thì nhóm từ 18 đến 35 chiếm tỷ lệ cao nhất 57.4%. Và so với nghiên cứu của tác giả Lê Thị Hằng Yên, một nghiên cứu tiến hành tại thành phố Hồ Chí Minh ở bệnh viện phụ sản Mekong thì nó cũng tương đương. Tác giả Lê Thị Hằng Yên cái độ tuổi chiếm cao nhất vẫn là 18 đến 35, 83.7%. Trong nghiên cứu của chúng tôi có 287 trên 380 bà mẹ có trình độ học vấn từ cấp 3 trở xuống, chiếm tỷ lệ là trên 70%. Và 40.1 phải 41,3% bà mẹ trong nghiên cứu của chúng tôi là làm nghề nội trợ. Trên 80% bà mẹ sẽ sống tại thành phố Hồ Chí Minh sau khi xuất viện. Và đặc biệt ở đây, trong nghiên cứu của chúng tôi có trên 70% bà mẹ đã từng sinh con lần thứ hai và trong 70% bà mẹ này có 132 trên 267 bà mẹ đã từng nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ ở lần sinh trước và chiếm tỷ lệ là 49.4%, một tỷ lệ là khá là cao. Và phương pháp sinh lần này thì sinh thường chiếm tỷ lệ cao hơn 56.8%. Và ở tại thời điểm 6 tháng khi mà chúng tôi gọi điện phỏng vấn thì có 53.9% bà mẹ, tương đương 205 bà mẹ là còn ở nhà cùng con trong 6 cái tháng đầu này. 41.46.1% là đã đi làm trở lại. Và trong 380 bà mẹ này có 171 người trả lời với chúng tôi rằng là nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trong thời gian nằm viện và chiếm tỷ lệ là 45%. Tỷ lệ mà phối hợp giữa sữa mẹ, sữa công thức và ăn thêm một số thức ăn khác, hai cái cột này là trên 50%. Thì nếu mà mình dự chi chung hai cái số này lại thì tỷ lệ trẻ được nuôi bằng sữa mẹ đó là được trên 90%, trong đó hoàn toàn chỉ đạt 45%. Và một điều rất là mừng là trong 45% bà mẹ trả lời với chúng tôi là nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ thì 100% là thực hành đúng, là họ chỉ một là nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ, hai là cho uống thêm vaccine hoặc vitamin theo quy lệnh bác sĩ, không cho ăn thức ăn nào khác. Và khi so sánh kết quả nghiên cứu của chúng tôi so với một số nghiên cứu khác trong nước và trên thế giới thì tôi nhận thấy rằng là ở tại Việt Nam so với một số nghiên cứu tôi đã khảo sát được thì kết quả 45% chỉ thấp hơn tác giả Lê Ngọc Đan Châu nghiên cứu trên đồng bào dân tộc ED năm 2019 của đang là 53.1%. Và nếu mà so sánh với tác giả Lê Thị Hoàng Uyên, một nghiên cứu tiến hành tại thành phố Hồ Chí Minh, đối tượng là phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà tại một bệnh viện tư, thì nghiên cứu của chúng tôi cao hơn gần gấp đôi 45% so với 27.2%. Và so với khu vực theo báo cáo của UNICEF năm 2018 thì nghiên cứu của chúng tôi chỉ thấp hơn so với Đông và Nam Phi, thứ hai là Đông Nam Á, thứ hai là Nam Á. Còn nếu xét về Đông Á và Thái Bình Dương thì nghiên cứu của chúng tôi cao hơn gấp đôi 45% so với 22%. Và khi so sánh với tác giả Therese MA và cộng sự năm 2018, một nghiên cứu tiến hành ở châu Âu trên 11 quốc gia được chọn thì tỷ lệ của chúng tôi vẫn cao hơn 45% so với 13 đến 39%. Và ngay từ đầu,
Cái mẫu này là người đã nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong bệnh viện, nhưng mà tới thời điểm 6 tháng thì chỉ còn được 45%. Và chúng tôi tìm hiểu ra thì những bà mẹ trả lời là 75% nói rằng tôi không có đủ sữa, chính vì vậy tôi phải cho em bé bú thêm sữa công thức. Và mình thấy rằng là cái sự mà phối hợp giữa sữa mẹ và sữa công thức là trên 50%, một con số khá là cao. Và 45% nói rằng tôi phải chuẩn bị cho việc phải đi làm khi trẻ tròn 6 tháng tuổi. Và cái nguyên nhân mà không đủ sữa này tương đương với nghiên cứu của tác giả Lê Thị Hoàng Uyên. Trong nghiên cứu của tác giả Uyên thì cái nguyên nhân không đủ sữa vẫn là cái nguyên nhân hàng đầu trong cái nghiên cứu của bạn. Và chúng tôi dùng cái kiểm định chi phình vuông để khảo sát tìm cái mối liên quan giữa nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ và cái một số đặc điểm, thì chúng tôi nhận thấy rằng không có mối liên quan giữa tuổi B bằng 0.3, 0.6, không có mối liên quan nơi ở khi xuất viện, không có mối liên quan về số lần sinh con và không có mối liên quan về phương pháp sinh lần này, B lớn hơn 0.05. Tuy nhiên, có mối liên quan về thứ nhất là trình độ học vấn, B bằng 0.01. Và sau khi phân tích cái dữ liệu thì tôi thấy rằng những bà mẹ có trình độ từ cấp 3 trở lên có xu hướng nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ cao hơn những bà mẹ mà có trình độ cấp 1 và cấp 2. Và khi xét về nghề nghiệp thì tôi cũng nhận thấy rằng những bà mẹ làm nghề công nhân thì lại có xu hướng nuôi con bằng sữa mẹ ít hơn những bà mẹ còn lại. Và cái B này là bằng 0.03. Về nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu ở lần sinh trước thì có một mối liên quan. Đó là những bà mẹ mà đã từng nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn ở lần sinh trước thì có xu hướng nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ lần này cao hơn những cái bà mẹ còn lại. Và B bằng 0.00. Những bà mẹ được ở nhà cùng con trong 6 tháng đầu thì cũng có xu hướng nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ nhiều hơn những bà mẹ mà phải đi làm trước 6 tháng. Và mối liên quan này là cũng là 0.00. Thì sau khi phân tích thì chúng tôi có kết luận như sau. Tỷ lệ trẻ được tiếp tục nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ là 45%. Và những yếu tố có liên quan gồm có trình độ học vấn, nghề nghiệp, nuôi con bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu ở lần sinh trước và ở nhà cùng con trong 6 tháng đầu ở lần sinh này. Thì từ cái kết luận, tôi đưa ra hai kiến nghị. Kiến nghị thứ nhất là tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Cần nhấn mạnh vào, thứ nhất là cơ chế tiết sữa. Thứ hai là những bà mẹ sinh con lần đầu và chưa từng, hoặc những bà mẹ sinh con lần hai nhưng mà chưa từng nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ ở lần sinh trước. Và cái khuyến nghị thứ hai của chúng tôi đó là tìm những cái can thiệp giúp bà mẹ đủ sữa và có các nghiên cứu đánh giá của các cái can thiệp này. Nghiên cứu của chúng tôi là một cái nghiên cứu đồng hệ tuyến cứu. Ở giai đoạn lần thứ hai thì tôi phỏng vấn hoàn toàn qua điện thoại. Chính vì vậy mà kết quả hoàn toàn phụ thuộc vào sự trả lời của cái bà mẹ này. Và chúng tôi chỉ khảo sát trên những đối tượng phụ nữ sinh con tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định trong năm 2022. Chính vì vậy mà không đại diện cho toàn thành phố Hồ Chí Minh. Phần trình bày của tôi đến đây là hết. Tôi xin chân thành cảm ơn toàn thể hội nghị đã lắng nghe. Xin cảm ơn.